Chào mọi người đã tới với cả PC của các mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download và tải cái game đó là STEM World Dig ở đây. Game này hiện tại đang được phát hành miễn phí trên cổng giao diện game đó là Origin. Bây giờ mình sẽ vào cho các bạn coi một chút về cái đồ họa và lối chơi của tựa game này nhá. Tựa game này được đánh giá rất là cao. Mình nhớ là có một bài báo nào đó nói về cái tựa game này với cái thang điểm đó là 94%, thang điểm nào đó. Thực sự bất cứ một tựa game nào cũng như là bất cứ một thang điểm nào mà đánh giá cao như vậy thì chắc chắn là game rất là chất lượng, đúng không nào? Bây giờ mình sẽ vào đầu tiên mình sẽ làm cái phần cho các bạn coi cái phần chút về cái cấu hình chơi của game cũng như là cái phần option nhá. Mình sẽ vào phần graphic. Ở đây nó có cái chế độ đó là chỉnh ánh sáng này. Có lẽ mình cứ để tầm trung luôn. Tiếp theo đây là interface size là cái gì đó. Interface position. Tôi tự nhiên cứ để mặc định full screen blown VSDNC. Mình cái này khá là cơ bản nên mình không nói làm gì. Tiếp theo là language không có tiếng Việt rồi. Có tiếng Anh thôi. Chúng ta sẽ chú ý tới cái phần control ở đây. Được các nút sử dụng trong cái tựa game này. Lên A với kép Q, X, Tab, Space, di chuyển, Left Shift, S. Khá là nhiều nút đấy các bạn ơi. Steel, Rock, X, A. Được rồi. Khi chơi thì các bạn hãy học thuộc những cái nút này để chơi game nó tốt nhất nhá. Mình sẽ nhớ qua một chút đã. Q, kép X. Ok. Bây giờ mình sẽ start game cho các bạn coi nhá. Thổ rất là ngầu lòi, đúng không ạ? Âm nhạc theo kiểu miền viễn Tây ngày xưa. Mặc dù đồ họa như shit. Đấy rồi. Các bạn có thể ấn phím Space để có thể tua nhanh những đoạn nói chuyện này. Cái gì đấy? Quả tim à? Thanh máu các bạn ơi. I will wait here and try to find a way out. Tôi sẽ đợi ở đây và cố gắng tìm đường ra. Nhảy đây. Có cái chấm đỏ trên bản đồ. Các bạn thấy cái bản đồ ấy bên phải, góc bên phải màn hình nhá. Chúng ta sẽ tới cái chấm đỏ đó. What the fuck? Một cái xác. Sorry, I don't know it here before you left us. You always claim we so much alive. Cannot say I understand why you send me the claim. No. Ok. Nói chung là chúng ta... À đây rồi. Dick. À, phá đá được các bạn ơi. Cái này thì không phá được. Ta tìm được cái gì vào đó. Fine level. Đấy rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đào xuống các bạn ạ. Cái đá này có thể đào được này. Đất. Một game thể loại đào mỏ à. Trong đất có đèn luôn à, có cái đường xuống đây. Một cái cần trục ở đây. Có lẽ chúng ta sẽ mở được cánh cổng nào đó với cái cần trục này. Quả nhiên là như vậy. Bây giờ là chạy lên à. Các bạn sử dụng phím di chuyển, dí nút, dí phím di chuyển và sử dụng phím space liên tục để đạp tường và leo lên nhé. Nó này. cái gì ấy? Need light. Chúng ta cần ánh sáng. Một cầu thang. cái gì đấy? Nice to see your face in town. I can't shook a handsome one. Wow.
ai cả nói dài, nói dài. Thường thì các NPC mà có dấu chấm than trên đầu thì đó là cái nhiệm vụ của chúng ta đó các bạn. Nói nhiều quá. My one form. Hạ xuống thôi. Là gì nhỉ? Ơ có cái gì này? À quên. Đào từ đây chứ. Hả? Hả? Cái gì vậy? Ồ, tiền này các bạn ơi. Có lẽ mình sẽ đào tiền để mua cái gì đó. Cái gì đứng đồ nổi à? Ơ, một con bọ. Ồ, mất máu các bạn ơi. Mày bởi, yeah. Các bạn có thể sử dụng cái rìu này để làm vũ khí tấn công nó. Mình thì cứ đi đào mỏ kiếm tiền đã. Cái game khá thú vị đúng không nào? Chúng ta sẽ được đào mỏ kiếm tiền các bạn ơi. Game này dành cho mấy chị chuyên đi đào mỏ. Học cách đào, ôi. Đây, cứ giết con bọ được máu các bạn ạ. Ui tiền này. Thật sự thì bắt đầu mình thấy bắt đầu chán cái tựa game rồi đấy. Vãi cả trưởng ạ. Thế thì cái đống kim cương này sao mà đào. Quên. Ơ, là sao lại gõ cái bên trên nhỉ? Đeo ơi, đeo xuống đeo ơi. Ây à. Ở đây có đường nào nữa nè các bạn ơi. Mình một fan của MOBA cho nên là cái kiểu này nó cứ làm cho mình cảm thấy chán chán thế nào ạ. Không hấp dẫn được mình cho lắm. Nhưng mà có lẽ nó, cái game này nó phải có một cái gì đó thì cái điểm xếp hạng ở cái thang điểm gì đó của nó mới cao được như vậy. 94%. Sell lot. Ồ, có lẽ chúng ta kiếm đủ hòn đá rồi. Tiền này các bạn ơi. 8 đô. Gì đây? Nào, get something to work with. Chúng ta sẽ mua đồ các bạn ơi. Chúng ta sẽ mua cái... Cũng chỉ đủ tiền mua với cái gì mới thôi các bạn ơi. Ôi, quân luôn vậy. Ok, nói nhiều quá. Careful. Rồi, tiếp tục lại xuống hầm nữa. Nó dìu mới mà, sao lại không đập được đất này? Ui, dìu Trung Quốc. À, đập một phát được luôn rồi các bạn ơi. Cũng được đấy. Cái này cũng diệt đấy. Nãy phải đập 3-4 phát nó mới vỡ được cái tảng đất này. Giờ đập một phát ăn luôn. Tốc độ đào có thể nói là bàn thờ rất là nhiều. Đúng không nào các bạn? Ơ, phá được cái đất này luôn này. Chỉ có đá không phá thôi các bạn ơi. Chứ đất phải phá vô tư. Này. Hơi lâu đấy. Chứ đất này cũng cứng phết chứ không phải đùa. Ta sẽ làm anh thợ mỏ cần mẫn và chăm chỉ. Đào 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 và đào. Rồi sẽ giàu thôi các bạn ơi. Ô ô ô ô. Đây rồi, điểm đến được ra đây rồi. Ôi. À không sao. Trời ơi. Ơi. Sao cái này tự động hồi phục lại à?
Cái gì đấy? Ơ à, à. Ui đi gai vãi trưởng giật ạ. Đây rồi, có cái gì đấy các bạn ơi? Speedbot. Có lẽ sẽ là một kỹ năng mới nào đó. Left ship à? Ồ chạy nhanh hơn các bạn ơi. Lại phát nữa nhá. YOLO 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 YOLO. Được rồi, bây giờ mình sẽ quay lại chỗ kia, chỗ chấm đỏ trên bản đồ á. Chúng ta đã học được một kỹ năng mới, đó là kỹ năng chạy nhanh sau khi bị điện giật cho tê tái cả con người. Cái gì này? Hả? Left speak space. À, lấy đà chúng ta sẽ bật được cao hơn các bạn ạ. Với việc sử dụng tổ hợp phím đó là di chuyển left. Ơi 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 ơi. Và phím space. Phải có đà để mới nhảy cao được. Ây à. Ây à. Ơi à. Đây rồi. Ôi thôi 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 đừng đừng. Đây rồi. Xin tiếp để chờ xuống dưới các bạn ạ. Hoài vậy. Rồi, lên được rồi. Yeah. Mình sẽ nói chuyện với cả thanh niên này. Chúng ta có thể hồi máu miễn phí các bạn ạ. Giờ lại xuống à? Ui, còn sâu nữa. Nó đã leo lên lại vỡ mồm. Ai ôi, mất máu các bạn ơi. Ấy, tiền, 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 tiền. Ơ kìa. Ơ. Xong nhà được nhỉ? Khó hiểu ghê. Không nhận được các bạn ơi. Có lẽ chúng ta full thùng đồ mất rồi. Đó, chúng ta có lẽ phải đi bán nữa. Cái đường này sẽ đi đâu ấy? Mình sẽ ship và nhảy thử lên đây coi xem nào. Lên. Ôi giời, lại rơi rồi. Yeah. Lên. Ui, gần tới. Ui, không tới được các bạn ơi. Rồi, từ bỏ. Chúng ta sẽ đi quay lại cái con đường hầm. Nhưng mà làm gì đấy? Cứ đào rồi à? Đào nơi nào đấy? Cái chấm đỏ nó ở tít bên dưới luôn. Salak Saler. Chúng ta lại phải làm một anh thợ mỏ cần mẫn. Tiếp tục đào, đào, đào và đào. Lại gặp con bọ rồi. Nhanh không nó ra là đấm cho. Ok. Ờ, hết slot rồi các bạn ơi. Nó không nhặt được nữa. Nó lỡ phải đem bán đi mới được. Ui, có lẽ mình đã thấy một cái gì đó rồi. Tầng 7 á. Hình như hơi quá thì phải. Thôi tiếc quá, ra bán bớt đồ đi. Chứ cứ nhìn là đồ này không nhặt được phí lắm. Ngoài đào cho lắm vào giờ lên vỡ mồm luôn.
Ơi đừng. Ơ à, à, à. Sao lại đi xuống nhỉ? Rồi bán hết đi. Được mấy chục đô rồi các bạn ơi, 30 đô luôn. Rồi. Cái gì đấy? Mua thang các bạn ạ. Thôi rồi, đó là một chút nói chung về cái gameplay của tựa game này thôi. Mình nghĩ là cái game này nó còn nhiều điều thú vị cũng như hấp dẫn khác nữa, thì các bạn hãy tự trải nghiệm nhá. Mình chỉ trải nghiệm đến đây thôi. Bây giờ mình sẽ ALT 4 ra và hướng dẫn các bạn download cái tựa game này nhá. Đầu tiên, để chơi được game này thì các bạn phải có cho mình đó là cái chương trình Origin, đúng không nào? Nó tương tự với cả Steam ấy, như mình đã nói đúng không nào? Cái chương trình Origin này, nó là một cái cổng giao diện, nó cũng thuộc lại bán game kiểu như là Steam ấy. Nhưng mà thay vì chơi trên Steam, chúng ta sẽ chơi trên cái cổng Origin này. Thì đầu tiên các bạn phải download cái gì nhỉ? Cái Origin này đã. Thì mình đã có một video hướng dẫn các bạn chi tiết cách download, cài đặt cũng như đăng ký Origin luôn rồi. Cho nên là mình sẽ để cái video đó ở dưới phần mô tả của video này. Và các bạn hãy xem video đó để biết cách đăng ký Origin nhá. Và bây giờ, sau khi đã có Origin rồi, đã có tài khoản, có tất cả mọi thứ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến việc đó là download cái game đó, Steam Public để về để chơi. Thì ở đây, đầu tiên các bạn hãy vào Origin. Sau khi đăng nhập Origin thì các bạn ấn vào phần My Home ở đây nhá. Rồi ở cái trên ngay trên chữ My Home là thanh sách Game and More. Các bạn hãy điền cái chữ đó là Steam. Đây này, Steam Public như các bạn đã thấy đúng không nào? Mình chỉ điền chữ Steam thôi là nó hiện ra luôn rồi. Đây này, Steam Public đúng không nào? Đây này. Không, thì các bạn thích thì các bạn có thể điền hết chữ, còn mình thì có lẽ không cần đâu. Mà hiện chữ Steam Public rồi thì các bạn ấn vào nó nhá. Ấn vào nó, click chuột vô. Ở đây. Thì bởi vì mình đã download cái game rồi, cho nên là nó không còn cái chữ đó là install ở đây, cũng như download đây nữa, mà nó sẽ có chữ play ở đây. Thì các bạn đợi một chút nhá, mình sẽ gỡ cái game game Steam mục đích gì ra. Update uninstall chứ nào. Đó, mình download lại cho các bạn coi. Ok, đã uninstall thành công. Sao nó vẫn còn ở đây? Mình sẽ gõ lại Steam mục đích. Ok. Ấn lại nó nhá. Đây đúng rồi. Sau khi đã có game ra thì mình đã có cái chữ download ở đây. Thì các bạn tìm sách game, tên game này, tên public. Các bạn điền nó vào đây. Rồi các bạn ấn vào nó. Rồi ở đây các bạn ấn vào cái chữ download này, như thế nào? Download này này. Cái gì à? Setting. Ấn chữ download thôi. Là nó sẽ tự động download về cái cổng Origin của chúng ta. Đợi à đây. Nó còn đòi chúng ta phải chọn ngôn ngữ nữa. Thì đây chúng ta sẽ chọn English US, thế nào? Ok. Rồi. Create Desktop Shortcut. Các bạn bỏ cái phần Create Start Menu Shortcut này đi nhá. Sau đó ấn Next. Đây là ba cái chương trình mà nó đòi hỏi các bạn phải có để có thể chơi được tựa game này. Thì đơn giản thôi, các bạn cứ để download về và các bạn ấn vào đọc điều khoản của nó rồi ấn Next. Thế nào? Nó sẽ tiến hành download về. Tương tự với cả FIFA 18 Demo đúng không nào? Mình sẽ cần khoảng tầm 2 phút thì phải. 2 phút để download được cái tựa game này, rất là nhanh đúng không nào? Rồi sau khi đã có được thì có được game này rồi thì các bạn chỉ cần, nó sẽ tạo ra một cái icon bên phía ngoài màn hình mà, cho nên các bạn chỉ cần mở cái icon đó lên là chơi được game giống như mình vừa rồi thôi. Có lẽ mình sẽ dừng video ở đây. Chúc các bạn là lắp game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.